cũng như ngoài con chạy ra khỏi nhà bà có miếu của năm Sài Đôi đó, giờ nó cắt miếu thờ người ta cúng nhóc. Mà cái miếu đó là không phải thật hay sao này, người ta dựng lên hay không, tôi đâu phải chỗ đó không. Không biết mày, hồi xưa đường xá mình đâu có rành đâu có. Thì đó con nghe nói là cái cô năm Sò Đôi đó, thường thường tài xế hồi xưa đó, người ta chạy ngang phải ghé lại kinh lễ hoặc là đốt hương mới Đốt đi. hương cúng mấy trái cây rồi hoa quả ngang đó con phải bóp kèn ba hồi đó, Còn lấy xe lật chứ. nó linh lắm. Thì cô năm Sài Đôi này là đệ tử ruột của bà chủ xứ, bà sau này bà cũng giết đường ông háu sắc nhiều nhiều dữ lắm, chứ mấy người mà bán ông ấy chân chính đó, phải giết. Rồi đó ông cổ nói bà đi chợ mang guốc cao gót, đội chàng khăn sạc trắng, áo dài trắng, quần trắng luôn, Đồ trắng không? đồ trắng không à. Vì biết bà này bà gian xảo rồi, có hai cá leo, một con thiện ký lô hai, một con ký. Bà mới lại hỏi như cá đó nhiêu ký, bà bạn hàng mới nói vậy, bà biểu tôi cân cá bự cho tôi bao nhiêu tôi trả tiền. Mà ngày đó ngày tận số của chị bạn hàng đó rồi, bà mới thử. Và chị bạn hàng này cân rồi đàng hoàng, lấy dây xỏ trước mặt đó xỏ giục bên bà này, bà bước ra thì tháo dây ra xỏ con cá nhỏ vô, có nhiêu đó chết tại chỗ, có mấy Chết trăm mười lăm cá chết học tại máu, chỗ luôn hả? học máu tại chỗ, nó giật dữ lắm. Hồi xưa sao mấy người đó sao mà ác dữ thế không tin? Không phải ác con, mà lúc đó là lệnh của trên sai phải giết cái tội ác, Phải chứ mấy trừng người háo trị, sắc á phải trừng trị thế không tin? phải trừng trị. Nói ác thì không phải mấy người đó ác, mấy người háo sắc đa dâm này bị mấy bả học sinh đi học thì chiều rồi đó đâu có xe cộ như giờ, ôm sách đi lang thang, ôm cặp đi lang thang, chiều thấy có xe này kia ghé rước hỏi em đi đâu, rồi em đẹp quá rồi em đi đâu được Chọc kia ghẹo. ghẹo, rồi nói nhà em ở đó em đi học về trễ đi bộ gì chở em, chở đâu có chở về nhà đâu, Chở đi chỗ khác. chở lên mấy núi rồi này kia Nhăn nhắn. đường bụi vắng vắng, ôm cổ tâm sự lát rồi dòm cái mặt bằng cái thúng rồi ở thế chết luôn à, Chết mình nên luôn. chết anh này, rồi lăn xuống đá đó chết, phải giết nhiều lắm, con năm mới giết nhiều lắm, nhiều lắm. Cái đó hồi xưa chứ gặp mà bây giờ có linh để bây giờ mình giết, mình giết không kịp gì hết. À, bây giờ 10 là hết 7 rồi. Cũng có cái lệnh con, thời gian làm gì được cũng có làm thời gian thôi chứ đâu có làm hoài được, làm giờ hoài 10 thằng hết 7 thằng dê rồi. Nhưng mà bây giờ hồi xưa thì ấy, hồi bây giờ đó Phật xuống mới khuyên đó, mới khuyên Dương Trần đó ráng tu hiền đó, Biểu nói giờ là anh bớt giết lại. chứ giết giết hết dân chúng luôn thì sao? Rồi giờ miễu cô Năm nó lập hai ba cái chỗ cái cua ra núi Sam, nó cũng có mộ cô Năm đó, trong nhà chợ nhà bàn ra nửa đường nó cũng có cái miễu cô Năm nữa, không có mộ có lập cái miễu miễu không à. Còn mộ cô Năm thì ngoài đó có mộ, mộ đúc trong chùa luôn, Mà cái mộ đó mộ thiệt không hay là mộ giả gì hết chắc là mộ thiệt, mộ cô Năm ngoài đó mới mộ thiệt đó, mình đặt các cái chùa lớn đó ở nó cúng ngoài cúng lễ bái rồi kia cũng lớn lắm đó. Cũng như hồi xưa bà chú xứ con nghe nói là lúc mà khiêng bả trên núi xuống là cái mặt quá xe ra lộ là xe chạy ngang lật hoài không thưa. Chết thanh niên rồi kia đi buổi chiều mà con ngó lên chỗ bả ngồi là chết học máu rồi. Hồi trước tượng núi cấm xuống xô bả
bà ngồi trên cái chót nhọn mà mình chạy ra chùa đó, nhỏ nó ngồi trên đó đút cái tượng, tạc cái tượng mới để đó, cũng tượng của bà Thầy Ngọc Hầu đó, bà Châu Thị Diễm Thế đó. Tạc cái tượng rồi ngồi phải xây mặt xuống lộ nè, thanh niên rồi ông ngồi ngang thấy cái tượng đẹp quá nói lên học máu, không cho nhìn nữa, không cho nhìn thì bà hận đừng ông thì cũng bị khóa tiếp kinh gì đó, bà hận cái đó người ta đâu có biết đâu mà giết người ta quen mạng. Bởi vậy nóng tính làm hư đâu giống tính như Phật. Rồi sau chú con voi trên núi Cấm á, nó xây tượng Phật lớn trên núi Cấm á, rồi mới xuống xây tượng bà luôn. Con voi bạc ở núi Cấm sau này nhà nước bắn chết. Rồi sau này xây ba lại là bắt đấy không? Xây ra kinh, xây ra gặp ngoài Châu Đốc, xây ra đồng. Mới hết. Xây bên. Chứ theo như mà bây giờ nếu mà còn người ta đi giếng kiểu này chắc có giết cả cân quá không thư? Không, đời sau này cái lệnh nó không cho giết nữa. Con nghe nói cái gì nữa nè ông Tư? Ba mấy thằng trộm nó vô nó ăn cắp ba cái đồ của bà đó, nó hôm mà đi đứng là bị bẻ cổ hết không tư? Nó trộm ha. Chuyện nó hy hữu quá. Con nghe nói vậy thôi chứ mình cũng đâu có biết, thấy đâu có chứng kiến mà biết. Đi nếu mà đi đứng vô thì bây giờ thấy cái đầu bẻ cổ chưa? Rồi từ từ sau này cũng hết luôn rồi, đâu có còn linh thiêng là như có đi tu luôn hả ông tư? Tu á. Linh của Phật rồi tỉnh. Nhưng bả là dạng phiên ma ba tầng. Cũng như dạng phép màu dữ dằn luôn á. Hồi xưa bả cũng như là tà hả ông tư? Tà. Thành ra mấy bả nó còn người sát phạt giết người đó. Giận thì giết, giận thì giết. Ghê, xưa ai cũng sợ quá. Tượng núi Cấm mới xây tượng Phật lớn rồi đó, nó mặt lên hướng Tây vậy nè. Hồi đó đầu tiên thì nó hướng Đông. Con nhớ là cái tượng Phật mà trong chùa Phật lớn phải không Tư? Là cái nếu mà mình ở dưới hồ dồ phía bên mình đi lên đó ha, làm đi cặp bên hông chùa Phật lớn là phía bên tay phải, đi lên thì cái dồ đầu nó nằm phía bên tay trái, là tượng Phật ngó về hướng này vậy nè. Ngó về dồ đầu. Dạ mà sau này tự nhiên sao xây lại hướng bên đây? Đâu có tự nhiên đâu có xây, còn y vậy không có xây. Ông tượng Phật bây giờ xây về bên xéo cạnh vô đầu rồi, đâu có nằm bên vô đầu. Cũng ngay hướng vô đầu đó con. Dạ. Ngay hướng lên vô đầu, đâu có xây. Để y nguyên vậy đó xây. Tượng Phật lớn thì không xây, có bà chú xứ bị tượng xô. Tượng xô bà té xuống dưới. Con nhớ hồi xưa là đi lên cái dồ đầu nó nằm phía bên tay trái, nếu mà nhìn ở trong chùa đi ra nằm dồ đầu phía bên tay trái, sao giờ dồ đầu phía bên tay phải? Không có dồ đầu nhìn thẳng luôn, vì cái chùa Phật lớn như nhà bác vậy nè. Cái dồ đầu cũng như ngoài sân mình vậy đó, chùa Phật lớn xây ra cái hồ đó. Rồi bên đây tượng Di Lặc đối diện hướng Tây đó thì chùa Vạn Linh. Hồi đó đâu có chùa chiền gì đâu, có cái chùa Phật lớn không à? Có chùa Phật lớn mà rồi. Trước cửa chùa Phật lớn thì có cái thung lũng xuống gì nè ông Tư? Có cái ấy, cái chỗ đó trồng khoai cao, ông trồng khoai cao cũ gì. Dạ mà thấp hơn cái nền chùa nhiều thấp lắm. Dạ thấp tí lắm. Thấp nhiều lắm. Vì sau này mấy ảnh nghiên cứu múc cái hồ đó. Dạ. Múc hồ nước để nó cắt diện ba cái ngôi chùa. Hồi đó con nhìn hồi xưa đó ba mấy năm mà con nhìn lên vô đầu là có một cái cây lâm dồ, một cây da, cây gì bụi lắm. Dạ cây lâm dồ mà có cục đá đó, trụ lũi có một cây đó, một không có gì như cái bãi cỏ trắng luôn. Hồi xưa lúc tao nội lên đến còn linh
sao rồi biết thứ hoài nội các chùa dân linh không cái bãi canh đó Phật tử mà lên nó cúng dường lại trên đó không đái tiêu tranh tiêu chạy chạy cây nữa cùng tay mình đấy. Hai ba giới đã ghi chết hết cái chết hết hồi xưa con nghe nói là lúc đó đó là có ông cậu con kể cái bà đó bà đi xuống cái điện 13 đó bà xuống gọi cái bà đi chỗ bà đi hoài sao mà không hết hỏi chỗ ra cái ánh sáng đâu thế giới nào rồi bà gặp đẹp quá rồi bà đi ra đó bây giờ một xíu bà sợ quá bà đảo trở lại mà mới nửa đường mới hết biết đường đi rồi bà giái hồi sao mà tự nhiên cái cửa hang nằm ngay trước mặt sát mình cái đó cũng ghi tâm nữa cái chuyện mình bác cháu mình không biết dạ hồi xưa là con nghe nói vậy thôi chứ mình cũng đâu có chưa có chứng kiến chứ hồi xưa thì tao biết là linh lắm dạ ở sau Chi Lăng này con lên đi đường Thích Cu á đi đường bên dưới nhà ngần bên đây là đường Thích Cu dạ chứ không có đi đường Rà Đét là đường đi vòng dọc trong núi xa lắm đi tắt sớm này đi tắt đi lên tới cua mùa này cây lá rụng cái giếng cả hai đứa mình ôm làm như cái giếng ai đục đá như cái chảo vậy đó như cái chảo đụng vậy đó nói cái giếng thì không ấy mùa lá cây rụng có cái bãi đá bự rộng như là nhà mình vậy nè cái đàn con đi trước rồi con lấy xôi dừa gáo dừa này kia lên nó lấy lá dục quét đừng bà đừng ông gì giống nhau quét cái sạch xung quanh nó ta nó cái kỳ lửa cái sạch rồi cái nước trong đá rịn ra ngoài ví dụ con đi 100 người thì con rịn ra người một dùa mà uống nước mình uống hai dùa mới no dạ nước còn ngay ngọt ngay mà nó lạnh như nước đá mình đã lắm yeah. Uống cho no rồi bắt đầu rồi đi đi lên đó bỏ giếng cái cô điên khúc nữa tới cái bãi đá chài đá nó cục ngón tay nó chài xuống đâu chừng 500-600 thước mà đi mày nói bậy cái nó trật mày cái lát đầu gối thôi nói bậy không được yeah. Đầu tiên là lên cửa núi nó có ba cây khế một hàng rồi đó mình kéo cây rồi cái nước nó chảy nó khuyết sâu xuống chừng 2-3 mét vậy và yeah. Cây ghế đứng trên mé ghế trái vành chín tỏ vệ lụm chim nó ăn khỉ ăn rồi đó con lụm cái nào mà ngọt thì con ăn tức là ăn không nói là ngay cửa núi đó ăn là phải làm thinh ăn ngọt thì thằng này nhướng nháy bên kia lụm biết cái này ngọt là lụm mà con nói cái này khế này chú lè mày ơi ăn được rồi mày hết đi rồi nguyên cái đàn đi đó thì quay trở lại cứ nước cục rồi ướt rồi ói hết cơm nước rồi quay trở lại xỉu quay trở về à, ngộ bởi đặt ở núi Cấm núi ông Cấm rồi mới đi tới giếng Tích Cu đó qua ba cây khế rồi mới tới giếng Tích Cu rồi con phủi ấy uống nước múc nước uống no thôi lên cái bãi đá chài đi con đi hồi đó đâu có dép đi dò không là bằng nhiều con đi trật rẹt nó con nói coi chừng trật té bây giờ mày rồi mày vừa nói chưa dứt câu là trời, máu đầu gối lả cái người nói vậy ha đá cục mà đầu tay út bằng chiếc đũa nữa thì nó bén ngót à trật cái là mà đầu gối này lột da máu chảy hai bên vai cùi chỏ gì chảy máu té lăn dốc á yeah. Rồi con đi qua bãi đá chài đó nó lên bờ đập có cục đá, cái cục đá y như chiếc bo bo vậy hồi đó pháp nó giật gãy cái đít mắt văn mắt còn cái mũi không ngổn quắt như chiếc bo bo vậy nè nằm ngang trên bờ đập đó con dòm bên đây dòm bên kia đến sâu chừng dài 100 thước chứ nó hẩm á đi đó làm như cái bờ dòng vậy đi đó bờ ngang bự lắm
rồi đi qua tới đó là khỏe rồi, gần tới bình địa rồi lên đụng ông Tà Lá là cái trạm trình giấy chứng minh đó. Lên đó con ờ con giấy tên họ tôi về đó Nguyễn Năm, con xin phép chư thần chư vị chân thần đi núi bẻ nhánh cây dục vô đó, tới mùa cái đống cây đó bằng mấy cái nhà mình. Cứ ngự nhánh nhỏ dục vô đó. Tao là thằng ngang nhất nè, không có cái gì mình chuyển nước mình tập gì trên. Thấy ông già rồi người ta tỉnh giọng nít ổng bẻ ông nghĩ như còn nhỏ khỏi bẻ không ta. Đi lát rồi con đảo trở lại đường cũ lên nữa không cho đi. Mày cứ đi đã đi đâu làm gì đó, vòng lại đi, cũng lên ngay chân ông Tà Lá nữa. Rồi gian giấy vậy cái bẻ nhánh cây dục thì con đi tu. Dạ còn chỗ trình giấy mà lên nhà lên tới bình địa lên nhà ta phải trình nhé. Ông Tà Lá, ông Tà Lá cũng như con lên nhà ông con phải hỏi ông tí nhưng mà nhớ mùa một đống cây nhánh 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 nhỏ nhỏ một đống thế hết hồn núi cấm hồi xưa linh lắm con. Rồi sau này người ở sanh đẻ con nghe nói hiện giờ ở bên chỗ cái chân mà hàng mấy chị Lan điện thẻ đó không ta, ở dưới chân dưới đường đó chỗ đó còn linh lắm, chỗ dưới nông thẻ còn linh lắm, có nhiều người chung là bị lạc qua thẻ mà đi thẳng xuống dưới đường ở dưới chân của dinh của cái hàng tao đi rừng nó hoài. Bây giờ mới không là bây giờ rừng chỗ đó còn chỗ đó bồn bốt nó tụi camera đỏ nó còn dấu vàng nhiều lắm mà mình không biết đâu tìm. Dạ hôm nay chỗ đó còn lĩnh mà mong là biết đường đi mới được, biết đường đi mới lên nó được, không biết đường đi được rừng dễ chỗ hang bất vật lan đó con tụt xuống đó con đi chứ không ở dưới đi lên kìa, ở dưới đi lên thì con đi bên đây đi qua bên đồi đá dựng này con đi qua mới được. Cặp cái con tính bữa nào đi vô chỗ Chi Lăng này, đi vô hồ nước đi qua bển được mà con đi nó dốc cực lắm, đi lên đường nhà ngần á đi qua cũ đó có đi qua nó tan đi được thì đường lên nhà không chỉ nặng thì con rành mà con muốn đi dưới đi lên rồi đi rừng này cực bị leo đó dốc dữ lắm. Rừng bụi không mấy ông là bên đó có cái hang nữa, có cái hang mà giờ tao nghe nói nó bị lấp lại rồi. Tao với ông nội đi lên chung vô hang đó này láng hơn gạch bông mình ngồi. Mấy ông là còn cặp cánh hôm nay sống ở đó đó không thôi, còn trăng trăng con trăng theo hồi đó nó biết cái đầu chắc mình ôm muốn giáp rồi. Ôi dù nó vừa dữ lắm bò mà đá nó khuyết đường láng lứt mà lại ngồi mà nhát mà không dám ngồi ngoài biển ăn nó lạnh. Đá là ăn bò mà mòn vậy đó. Tao với ông nội chung vô trọng thấy mình cơm đốt nhang còn mới tinh, nhang còn cháy khói, thấy qua cái áo dài làm như cũng phụ nữ chứ không phải cái đàn ông mình. Máng đó dòm kiếm không gặp ai, tao với ông nội chung vô gặp căn nằm quanh đống cầu khỏi đầu mình đó mà le lưỡi tao ông nội quay ra trở lại không vô nữa. Tại mấy hang chỗ đó còn á, còn tính lên chỗ cái hang đó đó mà giờ tính bữa lúc nào cái rảnh đi lên cái hang đó đó mà không biết đường đi. Con đi lên dây đi cơm ở lên đó như lên nhà ngần nó cơm nước đàng hoàng mình gói theo. Gói theo rồi qua điện Bắc Vật Lan đó đi xuống đó mau
chỗ điện mất chạy lan đi xuống con không biết đường đi, bị rừng không mà nó dốc sững rồi. Dễ. Dạ. Không biết đường gì. Điện chưa đi xuống đó lần nào không? Tao đi kiếm mũi kiếm cầu đồ đi đường đó hoài. Vì bữa nào đi không tới ơi. Ờ cái lỗ đất thì nổi. Cũng phải lội luôn, khiêng tao xuống. Khiêng chứ. Về mần thịt luôn. À, con cột dây ngang bụng ông cái ông ngồi dưới cái anh thả dây lây gai xuống. Ở bên đó con đi xuống khỏi hang bắt vật lan là dưới đá dựng đứng vậy nè. Dạ. Yeah. Cặp bờ đó con đi tới vô đầu luôn. Dạ. Yeah. Đổ qua ba xài. Bên đó thuốc còn nhiều. Dạ, yeah, đó rừng còn nguyên sinh mà ông tư. Nó hầm con nghe cái ông lên đó ông ngồi thiền đó ông nói. Ông lên ngồi thiền đó ông Tư. Có cái ông già râu dài giống tới bụng gì nè. Sáng bữa nào cũng đem cơm cho ông ăn. Ông lên đó ông ngồi là có ông già đó tới đem cơm cho. Bạn ơi nằm cái chuyện còn hy hữu là làm. Là cái ông ngồi thiền đó. Bị người ta nhiều khi người ta nói dốc, nói lao. Cái đó mình không biết, nghe ông nói. Mà hỏi ông ở đâu thì ông không có nói. Hỏi ông già mở mặt cái đồ này nè ông Tư, đồ già này nè. Ngộ nghĩ ngộ. Bây giờ con nói để cái bên đó của tụi xăng trắng, tụi ca ca này nó còn trông vàng của nó nhiều lắm, bị nó cướp bên miên qua mà. Cướp miên. Cướp của nhà vua mà. Nó trông dùng đó. Nó giấu đó. Người chết. Nói đi bữa nào phải khỏe đi lên đó chiến.